Quý vị thân mến, ngày nay người ta đều cố gắng nghiên cứu xem nên ăn gì, uống gì bổ dưỡng để hạn chế bệnh tật và tăng cường tuổi thọ. Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu sinh học của trường Đại học California đã chia sẻ bí quyết khác hẳn. Một người có thể sống thọ hay không phải chỉ do ăn uống hay vận động, mà còn bởi cân bằng tâm lý. Và sau đây là 5 triết lý đơn giản khiến nhà nhà sống thọ. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Elizabeth Helen Blackburn sinh ngày 26 tháng 11 năm 1948, là nhà nghiên cứu sinh học người Mỹ gốc Australia của trường Đại học California tại San Francisco. Bà nghiên cứu đoạn telomere, những trình tự lặp lại của DNA ở các đầu mút của nhiễm sắc thể, một cấu trúc ở đuôi nhiễm sắc thể có nhiệm vụ bảo vệ nó. Blackburn cùng với Carol Ryder đã khám phá ra telomerase enzyme cung cấp cho telomere. Vì những nghiên cứu này, bà đã được trao giải Nobel sinh học và y khoa năm 2009 cùng với Carol Ryder và Jack W. Societas. Bà cũng hoạt động trong lĩnh vực đạo đức y khoa và từng là một hội viên trong Hội đồng Tổng thống về đạo đức sinh học. Theo tiến sĩ Blackburn, để có thể sống thọ, chế độ ăn uống chiếm 25%, các nhân tố khác chiếm 25%, và tác dụng của trạng thái cân bằng tâm lý chiếm tới 50%. 1. Hormone stress sẽ gây hại cho cơ thể. Theo Hoàng đế Nội Kinh, bách bệnh sinh vô ký giả, nộ tắc khí thượng, hỷ tắc khí hoảng, bi tắc khí kết, kinh tắc khí loạn, lao tắc khí hao. Tạm dịch: trăm bệnh sinh tại khí, giận thì khí thăng, vui thì khí trở lại bình thường, buồn thì tạo kết, kinh sợ thì khí loạn, lo lắng thì khí bị hao tổn. Bởi vậy đông y chữa bệnh trước tiên cần điều chỉnh nhân tâm. Y học hiện đại phát hiện rằng có đến 65-90% các loại bệnh tật của chúng ta như ung thư, xơ cứng động mạch, huyết áp cao, loét dạ dày, kinh nguyệt không đều đều liên quan tới áp lực tâm lý. Những loại bệnh này được gọi là chứng bệnh do tâm và thân. Con người lúc vui vẻ, cơ thể tiết ra hormone có ích là dopamine. Hormone có ích làm cho tinh thần thả lỏng, mang lại cảm giác hưng phấn. Khi đó tâm và thân đều trong trạng thái thoải mái. Các chức năng của cơ thể phối hợp nhịp nhàng, cân bằng, tăng cường sức khỏe. 2. Mục tiêu có thể thúc đẩy sức sống của sinh mệnh. Theo kết quả nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học, sống có lý tưởng, có mục tiêu sẽ tạo ra một loại cảm xúc mạnh mẽ, có lợi đối với sức khỏe. Những truy cầu mong muốn trong cuộc sống hàng ngày sẽ quyết định tâm tính và theo đó sẽ quyết định tới tâm sinh lý của chúng ta. Một nhà khoa học người Anh đã tiến hành khảo sát những người trong độ tuổi 40-90 trong 7 năm. Kết quả phát hiện nhóm người sống không có mục tiêu rõ ràng thì tỷ lệ tử vong do bệnh tật, tự sát, xuất huyết não cao hơn gấp đôi so với nhóm người sống có mục tiêu rõ ràng. Không những vậy, sau khi về hưu không có mục tiêu sống sẽ khiến tinh thần và sức khỏe suy giảm mạnh. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân bởi nếu một người sống không có mục tiêu thì chết sẽ là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời. Từ đó, cơ chế tự hủy trong tiềm thức sẽ lặng lẽ khởi động, khiến sức khỏe bạn ngày càng sa sút. Mục tiêu ấy cũng nhất định phải thiết thực, bởi nếu không sẽ khởi tác dụng phụ. Học ca hát, nhảy múa, đánh cờ đều có thể trở thành mục tiêu trong cuộc sống của bạn, bởi chúng đều rất khả thi. 3. Giúp người làm vui thực sự có tác dụng trị liệu. Các nhà nghiên cứu phát hiện, việc trợ giúp vật chất cho người khác có thể làm giảm tỷ lệ tử vong xuống 42%. Ủng hộ tinh thần có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống
còn 30%. Để tìm hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề này, một nhà nghiên cứu y học người Mỹ đã thực hiện cuộc nghiên cứu với đối tượng nghiên cứu là 106 học sinh ở độ tuổi 20, chia làm hai nhóm, một nhóm tình nguyện làm việc thiện, một nhóm dự bị. Sau 10 tuần, nhà nghiên cứu phát hiện các loại chứng bệnh viêm nhiễm, cholesterol và cân nặng của nhóm làm việc thiện đều thấp hơn nhóm dự bị. Tại sao giúp đỡ người khác lại có thể chữa bệnh? Thường xuyên giúp đỡ người khác sẽ giúp bạn cảm thấy tự hào và vui vẻ, khó diễn đạt thành lời. Theo đó, giảm hormone gây căng thẳng, kích thích các hormone có lợi. Chuyên gia bệnh tâm thần và truyền nhiễm thậm chí còn nhận định dưỡng thành thói quen vui vẻ giúp người là cách tốt nhất để thoát khỏi u buồn và cũng có thể chữa lành mọi bệnh tật. David Hamilton, tác giả cuốn sách Why Kindness Is Good For You, tạm dịch, tại sao lòng tốt luôn mang đến hạnh phúc cho bạn, đã từng lý giải, đôi khi chỉ một hành động nhân đạo bé nhỏ, nhưng mang lại lợi ích to lớn cho cả người cho và người nhận. Lòng tốt không chỉ mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui, giúp ta thoát khỏi bệnh tật, mà còn giúp nhiều người xoa dịu nỗi đau. 4. Gia đình hòa thuận, bí quyết hàng đầu để sống thọ. Theo kết quả một cuộc khảo sát với 268 sinh viên nam của trường đại học Harvard, điều thật sự quan trọng trong cuộc sống một người chính là có mối quan hệ giao thiệp với người khác. Thiếu các mối quan hệ xã hội sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Kết quả của đề tài nghiên cứu của một chuyên gia tâm lý học người Mỹ có tựa đề Quan hệ giữa tính cách và trái tim được thực hiện trong 25 năm cho thấy người có lòng dạ hẹp hòi, coi trọng nặng nề về danh lợi, tâm chứa đầy hận thù thì tỷ lệ tử vong lên đến 14%. Người có lòng dạ rộng rãi, vui vẻ giúp người, tính cách hiền hòa thì tỷ lệ tử vong chỉ có 2,5%. Đưa ra lý giải về vấn đề này, nhà tâm lý chia sẻ, các mối quan hệ xã hội và gia đình không tốt sẽ làm người đó mang đầy phẫn nộ, oán hận, bất mãn trong tâm. Từ đó sẽ khiến thần kinh giao cảm thường xuyên trong trạng thái kích thích. Từ đó, adrenaline và hormone stress sẽ bài tiết ra nhiều hơn, làm nảy sinh các loại bệnh tật. Gan liên quan mật thiết đến sự điều tiết lượng tuần hoàn máu. Nếu tâm trạng không tốt, tức giận uất ức cũng có thể ảnh hưởng gan, gây ra tác hại cho chức năng gan. 5. Biết cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Chính trị gia quan trọng thời Xuân Thu Chiến Quốc từng nói: thiện khí nghênh nhân, thân như huynh đệ; ác khí nghênh nhân, hại vu qua binh. Tạm dịch: dùng thiện ý đối đãi với người sẽ thân như anh em, đối xử ác ý với người khác sẽ có hại như việc binh đao. Yêu thương cho đi chính là nhận lại, bởi thiện lương và lòng tốt cũng giống chiếc boomerang, một loại vũ khí độc đáo có hình chữ V. Điều đặc biệt của loại công cụ này là khi được phóng đi, nếu không trúng đích, nó sẽ quay trở lại chân người ném. Thiện lương của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu bạn trao đi yêu thương, dùng thiện ý đối đãi với người khác, thì sẽ nhận lại sự yêu thương và phước báo. Những cạnh tranh khốc liệt của cuộc sống hiện đại làm áp lực tinh thần của chúng ta cũng theo đó mà gia tăng. Thường xuyên căng thẳng mệt mỏi sẽ sinh ra nhiều loại cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tuổi thọ. Qua chia sẻ của chuyên gia sinh học, chúng ta có thể thấy điều quyết định thọ mệnh dài hay ngắn của đời người không chỉ là chế độ ăn uống và vận động, mà còn là điều ẩn sâu trong tâm hồn của mọi người. Đó chính là tôn trọng, giúp đỡ người khác, biết ơn, bao dung, hài hước, tâm thái hòa ái, tích cực, vui vẻ. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với quy luật dưỡng sinh của cổ nhân, đó là sống hiền hòa, thuận với đất trời, với tự nhiên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về. Hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi. Đừng quên để lại chia sẻ cảm nhận của quý vị để chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.